Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con vừa bài bạch trên chư tôn thượng đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử gần xa. Chúng ta đang đứng tại chùa Hoàng Phúc, là một ngôi cổ tự có niên đại lịch sử hơn 715 năm. Tòa lạc tại xã Việt Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Và khi tỉnh đến xuân về, người dân Quảng Bình cũng như khu vực miền Trung thường hay đến chùa Hoàng Phúc để lễ bái, chiêm bái Phật đầu năm cũng như là cầu an. Và năm nay cũng vậy, đoàn Tế Kinh Tý, quý thầy ở chùa Hoàng Phúc đã tích cực tổ chức thiết kế trang trí cả tiểu cảnh trưng vườn cũng như hoa cảnh đèn để tạo ra không khí trang nghiêm và đẹp để cho mọi người đến chiêm bái lễ Phật, chụp ảnh như du xuân đầu năm. Và để hiểu rõ hơn không khí chuẩn bị Tết Canh Tý tại chùa Hoàng Phúc, chúng con xin kính mời chư tôn đức, kính mời quý Phật tử chúng ta hãy đi một vòng xung quanh chùa để chúng ta cảm nhận được không khí Tết đã về tại chùa Hoàng Phúc.